nín đi. Không mãi cơ, suốt cả ruột. Mấy ngày hôm nay chạy lũ, đói bỏ mẹ lên rồi còn cứ khóc mãi, gào lên, khó chịu lắm cơ. Ai ngồi cạnh tôi đây? Khan đây. Thảo nào khổ là phải. Đúng là kham khổ, kham khổ. Mà cũng tại cụ cả đấy thôi. Sao lại tại tôi? Đang yên, đang lành thì nghe người ta dỗ ngon, dỗ ngọt. Đi quay đê lấn biển nhá. Thế rồi ông thần biển ông ấy mới tức giận. Ông ấy phá quang hoang ra. Thế bây giờ cụ đã thấy khổ chưa? Ê, chuyện này cả lũ âm cám nhá. Tôi mà mắt sáng ấy là tôi cũng không để tôi làm đâu. Ô, con Hoài đâu rồi? Ô, mày đưa ông đi ra chỗ khác. Ngồi bên cạnh cái cụ kham này thì còn khổ. Cạnh cụ có sáng được tí nào không? Vậy à? Ôi giời ơi, cao như thế kia mà mày bắt ông rảy xuống à? Hả? Cái mắt thì đã mù, cái chân mà gãy nó thì còn làm ăn được gì nữa hả? Ôi giời, mày bảo ông bay từ trên mặt đê cái xuống à? Hả? Thế thì còn gì là người nữa? Ôi, nó bảo là bảo nó nín đi, còn cứ gào lên mãi đi à? Mấy thằng Tuần đi đâu? Đưa mẹ con nó ra khỏi cái chỗ khô này, để nó ngồi ở đây suốt ruột lắm cơ. Dạ bẩm thầy sáng, dạ lạy thầy sáng, thầy thương con. Mấy ngày hôm nay nước ngập cả làng thăng ra chồng và đứa con lớn của con chạy nơi đâu con cũng không biết nữa. Con chỉ kịp ôm thằng bé chạy một mạch đến đây. Thầy sáng nổi trôi nghĩ kiếp người. Cụ
chứ không phải việc của tôi. Ôi, thế là cụ chỉ biết ăn thôi à? Ăn hả? Là tốt rồi. Ồ, nhá. Thế còn cụ, cụ cũng phải tính cái gì đi chứ, cụ đồ điếc. Ồ, tôi có tiếc gì cụ đâu. Ồ, hay. Ồ, con ăn cơm, cụ sao già nữa, con nữa nó bất phải bẻ đôi chia cho con hai cháu cụ. Cụ còn đòi hỏi gì ở tôi nữa hả? Điếc mẹ, nói chuyện nội thì cứ xóa sang cái chuyện kia, chả có hiểu cái gì cả xong lại. Ừ. Thôi, thế này, mọi người cũng phải thông cảm cho tôi. Xã trưởng tôi thì cũng như mọi người thôi. À, thấy đề ngỡ là tôi bảo ngay con hoài cháu tôi dắt tôi chạy thẳng một mạch tới đây. À, mà đây là đâu cũng không biết nữa. Thế à, đây là đâu nhỉ? Tới đất Ninh Bình rồi. Thế là sống rồi. Tới được đất Ninh Bình là thoát nạn rồi. À, mọi người nghe đây này. À, chủ trương của làng là đợi nhá. Phải đợi thì rồi mới thương, mới cho ta sung sướng nhá. Đợi bốn ngày nay rồi. Chết máy rồi. Đợi bốn ngày nay rồi. Phải đợi nhá. Đúng như lời các cụ tiên chỉ trong làng, như lời cha lời mẹ. Ở đấy tôi còn nhớ như in những lời bố mẹ tôi dạy như thế này này. Ăn có đi trước, lội nước theo sau. Thế chứ lại thấy đề ngỡ là tôi chạy trước tới đây. Ơ mà mình cũng quên đi mất mình làm xã trưởng cơ đấy. Này 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 này. Thế ông đừng làm xã trưởng nữa nhé. Ông nghỉ đi. Nghỉ đi. Tôi cũng không muốn làm đâu. Ờ, nhưng về đợt này con muốn làm thì nó cũng cách cổ. Ờ, con ngoài đâu rồi? Đây, cháu đây ạ. Ờ, mày xem trong túi xem có quản trinh nào không cho ông vay. Để ông mua ít khoai cho mọi người ăn trong lúc quấy cát thế này. Ờ, đấy, làm xã trưởng là phải biết lo như thế cho dân thế này. Đây rồi. Hả? Bà con làng trả lũ đây rồi. Ở đây kìa mọi người. Ở đây à? Ôi, Lương Nhi à? Mẹ hả? Ơi, Lương Nhi. Mẹ, trời ơi, kìa mẹ. Con nói. Mẹ ơi, trời làm nền cành điều tàn, sóng thảo dần dỡ nước tràn thảm thương, đời sau cờ cực khôn lường, bà con nhìn đói xa đường xin ăn. Ờ, Lương Nhi đấy hả? Kìa cô. Ừ, thế mày đến đây có mang ít lương thực nào đến cho mọi người không con? Mẹ ơi, hả? Dù thế con, mẹ con mang theo 3 lạng bạc mà phu nhân quan lớn đã cho. Bây giờ mẹ đưa cho con, để con vào lãng làng ngàn tìm lương thực mua giúp bà con để cho qua cơn đói. Không được, không được. Kìa mẹ. 3 lạng bạc ấy phu nhân cho con để làm của hồi môn. Mẹ đã hứa với vợ chồng ông bà ấy là không được tiêu vào số bạc ấy. Mẹ ơi, mẹ con mình đói đã đành, nhưng còn bà con làng xóm chết đói đến nơi rồi, mẹ còn giữ bạc trong người làm gì nữa. Mẹ đã đành là thế con ạ. Nghĩa xóm tình làng tôi lừa tắt đèn có nhau, nhưng mẹ đã hứa với vợ chồng ông bà ấy rồi. Mẹ ơi, giờ này con chẳng biết Vũ Duy đang ở đâu, liệu còn sống hay đã chìm sâu đây nữa. Bao trai chẳng tiền châu đang ngày đêm cứu con đê mới đắp, liệu ai còn ai mất. Mẹ ơi, con sợ rằng con đang mất người con yêu thương nhất. Mẹ còn tiếc chi làng bạc mẹ. Thôi, con để cho mẹ tính, để cho mẹ tính. Thầy xã, có gì đây? Tôi có 3 lạng bạc, tôi đưa cho thầy để thầy cứu đói cho dân. Ôi trời ơi, không được đâu, không được. Sao ạ? Ôi trời ơi, những 3 lạng bạc, thế thì nay mai các cụ trong làng lấy đâu ra mà trả? Hả? Này, tôi nói để cho nhà bà biết nhá. Đừng tưởng có tiền mà đưa cho ai cũng được, thích cho ai là cho đâu nhá. Phải đưa cho nó đúng lúc đúng chỗ chứ lại. Ôi gớm, cứ làm như là mình bỏ tiền ra làm phúc mà họ còn canh kiệu hạnh sách. Liệu gì con ơi, bây giờ phải làm thế nào hả con? Mẹ cứ đưa cho con. Ừ. Dạ. Xin tất cả bà con cứ yên tâm, tôi sẽ vào lãng làng ngàn tìm lương thực mua giúp bà con. Ừ. Nào, mấy người khỏe mạnh xin hãy theo tôi. Đúng rồi. Đi con. Đi nhá. Đi. Ở đâu rồi? Con mang mọi người đâu hết rồi? Đây. Nghe đây này. Vâng ạ. Sao? À,
chủ trương của làng là đợi, lại đợi mà con nào, lại đợi nữa rồi thóc lúa cho về tới nơi. Đợi đến bao giờ? Rồi đây đợi, đợi. Một ngày hôm nay rồi bây giờ lại đợi. Ở đâu mà kéo đến đây đông thế nhỉ? Lũ người kia, ai đấy? Nhà bà đây lúa chín đầy đồng, cần tốt thợ 10 người đi gặt, cơm hai bữa, thuốc lào hút vật, nước chè tươi, công trà 10 tiền. Ôi trời ơi, có tiền. Ai đi không? Tôi đi. Úi giời ơi, mặt mũi mù loà thế kia thì gặt hái làm sao? Hả? Thôi, chẳng thừa tiền mà thuê lũ cào cào ốm đói. À mà thôi con này. Con này nó khỏe. Cái gì mà làm rầm rầm thế? Con này đưa cái gì đấy? Ôi, đứa bé mặt vuông tóc rậm, gái hay trai mà bụ bẫm đáng yêu. Dạ thưa bà, con trai à? Con trai à? Thế có bán không? Dạ không ạ. Ồ, bán đi. Mẹ không cơm thì con không sữa, đúng rồi. Thiếu miếng ăn thì chết cả hai. Ôi thôi, cứ bán đứa trẻ này cho tôi về làm con nuôi. Ấy, chẳng giấu gì bà con. Sao? Tôi lấy chồng phú ông mà chẳng thể có con. Thế à? Thằng bé này mà về ở với tôi thì sướng như tiên. Đúng rồi. Chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Ồ, đúng rồi. Này, việc này để tôi lo nhá. Tôi nói để chị biết thế này này, tôi xã trưởng đương chức nhá, việc này để tôi lo nhá. Con chú đâu rồi? Chú đâu? Dạ con đây ạ. Tại đây ông bảo đây, nghe ông thế này nhá, mày cứ bán đứa con cho nhà phú ông lấy 50 lạng, cho mày 10 lạng, còn 40 lạng để cho các cụ giữ lại gây quỹ cho làng nhá. Trời ơi. Chà các cụ. Ai đấy? Chào bà con. Có chuyện gì thế hả? Có phải bà này, có phải bà định mua đứa bé kia không? Dạ không, phải việc của ông. Hay nhỉ. Mà có chuyện gì mà phải bán con để đến nỗi phải chia lìa xương thịt? Dạ bẩm cụ, chúng tôi là dân ở Tiền Châu Ba Lạc. Dạ vâng ạ. Sóng thần đề vỡ bất cả giang sơn. Dạ đúng rồi đấy. Tôi có nghe quan danh điển sứ là Nguyên Công Chứ lập quý trấn bần lại chiêu mộ dân đắp đề lấn biển, dân nghèo tìm đến và đất phù sa cứu sống trăm nhà, dân nghèo sống lại mưa dầm nắng dãi mà vẫn sống lên người. Nay chẳng may gặp họa từ biển trời, lẽ nào ta lại không cứu giúp? Bà con La Ngàn ta ơi, này bà con, dân Tiền Châu vừa bị vỡ đê phải phiêu bạt tới đây lánh cơn bức bách, ta nhớ câu lá lành đùm lá rách, ta giúp nhau qua cơn khó hiểm nghèo, tình nghĩa ly thôn ly làng trong gian nan khó khăn sẻ chia, tình nghĩa ly thôn ly làng tôi hàn có nhau rách đành đùm bầu, ta nhớ nhiều điều cố lấy ra đùm lại, tình nghĩa thân bà con thông cảm. Chúng tôi không biết bà con tới nên là không chuẩn bị kịp, có ít cơm nắm muối vừng với khoai luộc, mời bà con chơi tạm mà qua cơn đấy. Mời bà con ạ. Vâng. Những khi đói bụng. Mời bà con chơi tạm. Vô ý vô tứ đến thế đấy chứ lại. Mình là xã trưởng đương chức, thế mà không đứa nào nó thèm để ý gì đấy. Quan danh điền sứ tới. Trời đất ơi, bà con Tiền Châu ta đây rồi. Tôi đi tìm bà con suốt mấy ngày hôm nay,
tại sao lại tha phương cầu thực tới tận đây? Bẩm quan lớn, tất cả là tại xã trưởng ạ. Ông ấy nghe thấy tiếng trống vỡ đê, thế là ông kéo bọn con chạy thẳng đến đây, tất cả là tại xã trưởng đấy. Đây có phải là quan doanh điển sứ, người mở đất Tiền Châu? Dân chúng tôi nghe danh tiếng đã lâu, nay mới được gặp, thật là thất lễ, thất lễ. Nào bà con La Ngạn, hãy quỳ xuống. Dạ, bà con La Ngạn xin kính chào quan doanh điển sứ. Mời cụ và dân làng đứng dậy. Thưa cụ, bà con ta khúc ruột liền nhau, thấy cành chưa cơm, bản quan lại thấm thía một câu, đói no đùm bọc bầu bí thương nhau. Dạ, dân chúng tôi chỉ xin quan lớn một điều có được không ạ? Xin mời cụ cứ nói. Ngày mai khi quan lớn đã mở xong đất Tiền Châu, xin quan lớn hãy về đây dạy dân chúng tôi lấn biển mở đất để chăm dân thêm bát cơm đầy. Thưa cụ, bản quan cũng đang nghĩ tới việc này. Ven biển Kim Sơn bấy lâu nay hoang hóa, đất chật người đông, dân thiếu miếng ăn. Nay việc mở đất Tiền Châu coi như đã xong, ta muốn dân nội đồng ra ngoài đê canh tác. Vậy ý các vị hương chức ra sao? Dạ chỉnh quan lớn, chen chúc mãi quanh làng thì đói, dân ngoại đê thì đã lấn biển đông, còn dân nội đồng thì vẫn giữ nguyên canh như cũ. Sao? Tại sao thế? Tại sao lại phải giữ nguyên canh? Dạ bẩm quan lớn, tại vì là từ trước tới nay dân làng chúng tôi sống nhờ đều vào đất của tổ tiên để lại. Đúng rồi. Thế bây giờ chúng tôi chuyển ra khu đất mới. Dạ vậy thì mồ mả ai là người hương khói ạ? Đúng. Có mồm để yên nó sao mà không đói. Ôi trời ơi, đúng là tay lành tay điếc. Cái chuyện đấy thì để yên cho người ta bàn, cứ nói liêu mà. Ô anh xã bảo sao? Tôi nói sai hử? Chả sai à? Ô sai thì thôi, tôi chả nói nữa. Biết cái nói. Quan doanh điển sứ nói tiếp đi. Bà con hãy nghe đây, người sinh sôi đất chẳng biết sinh sôi, chen chúc quần quanh thì bao giờ khá được. Hay, người sinh sôi đất chẳng biết sinh sôi, chen chúc quần quanh biết bao giờ khá được. Hay. Trời ơi, sao mà nói to thế hả? Hey, ông nghe được rồi không biết ngạ. Nhỉ? Thế là tôi hết biết. Dạ, tôi xin theo quan lớn đi tới nơi cùng trời cuối đất, xông thẳng ra biển đông kiếm xào đất làm ăn, rồi về dạy lũ trẻ thi thư kinh sách. Lâu nay chúng chê tôi là đồ điếc không học. Này tôi nghe rõ mồn một, học trò là hỡn ấy, là do cha tôi cứ quát thẳng tay. hay lắm. Này, ông lại phẫn lên rồi. Ra cái khu đất mới, nó muôn vàn khó khăn trước mắt, ai mà lường trước được. Này thôi chi cho bằng là ta cứ tằn tiện nhá, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Anh em trong làng đùm bọc lấy nhau, lấy chữ nhẫn làm đầu nghe chửa. Đúng rồi đấy. Kham ơi, gào thế không thấy mệt à? Mệt là mệt thế nào? Ông cứ nhỏ nhẹ thôi. Nhỏ gì? Ông gào thế là tôi nghe không được. Không biết là bảo là không được. Nghe này, bác còn cãi nhau nữa. Bác còn nghe đây này. Chủ trương của làng là đợi biết chửa. Các cụ tiên trì còn đợi đến bao giờ nữa? Dạ bẩm quan lớn là thôi ta... mọi người hãy nghe đây, nay con đê đã được hàn, nước mặn đã rút, nước ngọt đã về đồng. Nay bản quan chờ mang thuyền tới đây chờ bà con về nơi đất mới. Có thanh trì của đức vua tới. Doanh điển sứ với công chứ tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu yết, doanh điển sứ Nguyễn Công Trứ vì ham mê tiểu sắc, đàn ca sáo nhị mà bỏ bế việc triều đình, lấy tiền của công làm việc chí gì. Nay triệu doanh điển sứ Nguyễn Công Trứ về kinh chịu tội khâm thử. Doanh điển sứ Nguyễn Công Trứ tiếp chỉ. Món nợ cũ ta đã trả xong. Ooh.
chuyện đời là thế đấy. Thưa bà con, chứ tôi muốn cùng bà con gặt vụ lúa trên mảnh đất mới. Mảnh đất này chúng ta cũng đặt tên là Tiền Hải. Nhưng nay chứ tôi phải trở lại kinh đô, không kịp cùng bà con đơm bát cơm gạo mới. Thôi, bà con ở lại, hãy bó bền cùng nhau xây dựng.